time. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Và có cái sự đầu tư rất là chỉnh chu từ phần mặt kịch bản chương trình cho tới các tiết mục văn nghệ. Và sau chương trình này thì mình cảm thấy rất là tự hào khi là được là một thành viên của câu lạc bộ, và mình sẽ cảm thấy là mình sẽ nỗ lực hơn để đóng góp nhiều hơn cho câu lạc bộ. Về cảm xúc mà sau khi em tham gia đại hội năm nay thì thực sự nó rất là bồi hồi. Em bồi hồi vì em được nghe các anh chị trình bày về những cái project, những cái sự kiện mà chị đã làm, những cái sự kiện mà sắp tới sẽ làm, và em hiểu được cái bộ máy hoạt động của câu lạc bộ mình như thế nào, và em hiểu được cách các anh chị hoạt động liên kết với nhau ra làm sao, và em biết được rằng sau những cái sự kiện, sau những cái hoạt động đó thì là tình cảm của mọi người dành cho nhau rất là nhiều, mọi người càng ngày càng gắn bó với nhau, và em cảm thấy đây là một cái ngôi nhà, đây là một buổi tiệc của ngôi nhà chứ không phải là một cái đại hội nào hết. Và bên cạnh đó thì các phần trình diễn của Melody rất là đỉnh, thật sự rất là đỉnh. Các anh chị hát rất là hay, phần trình diễn thật sự xuất sắc. Sau đại hội lần này thì em thực sự cảm thấy Cốc Sài Gòn không phải là một câu lạc bộ nữa, mà nó giống như là một ngôi nhà thứ hai của em, và em thực sự rất mong muốn gắn bó với anh chị và cống hiến, cùng phát triển bản thân, phát triển cùng với anh chị và phát triển câu lạc bộ ngày càng vững mạnh hơn nữa.